một sự vui mừng lớn cho môn dân. Đấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài, các ngươi sẽ gặp một con trẻ hoặc hoàng thai nằm trong má cỏ. Bỗng chốc có muôn vàng thiên binh với những sứ đó ngồi khen lên đất trời rằng: Sáng thân Chúa trên tháp đường trời sẽ cao. Trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối năm, không khí Giáng sinh tràn về trên mọi nẻo đường, khắp góc phố. Và Sài Gòn là nơi mừng dịp lễ này tưng bừng nhất, rộn rã nhất. Trong giai điệu trong trẻo của những ca khúc Giáng sinh truyền thống, mọi người bên nhau tận hưởng bầu không khí hân hoan, thân tình, vô cùng thiêng liêng. Cùng thưởng thức những tiết mục ca múa được chuẩn bị rất công phu, cùng hòa vào ánh sáng lung linh, lắng nghe những truyền thuyết huyền nhiệm về Chúa cứu thế, tất cả cùng hòa nhịp ngợi ca Thiên Chúa vinh quang. Với nhịp sống hối hả như ngày nay, những tưởng tập quán, thú chơi cổ truyền đã lạc mất đi. Nhưng không, chữ thư pháp, liễn đối ngày xuân trong những năm gần đây đã trở về với Tết truyền thống của người Sài Gòn nói riêng và đông đảo người dân Việt Nam nói chung. Những ông đồ trong trang phục áo dài khăn đông uyển chuyển viết tặng mọi người ba chữ quý: Phúc, lộc, thọ. Ngày xuân tản mạn cùng thư pháp để thanh thản nhẹ lòng, cùng dư vị mùa xuân lan tỏa khắp đất trời. Chớ tưởng xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một nhành mai. Quả thật Tết đến, mọi người rất háo hức được nghe tiếng trống thùng thùng, tiếng thanh la sập sình, cảnh ông Lân múa may uốn lượn, cảnh ông Địa cầm quạt vỗ phì phạch vào cái bụng căng tròn, khiến trẻ con thích thú, làm người lớn vui tươi. Và tất cả cùng nhau nghĩ đến những năm tháng thanh bình, no ấm đã qua và đang tới. Một nét sinh hoạt ngày xuân thật đẹp biết bao. Không khí Tết dường như đến sớm hơn trên những con đường buôn bán các mặt hàng trang trí. Quý vị đang cùng chúng tôi dạo qua đường Võ Thị Sáu,
một đoạn đường trở nên rộn rịp hơn, nổi bật hơn nhờ sắc vàng lóng lánh, sắc đỏ rực rỡ của những hoa, những dây treo lủng lẳng. Nhưng nếu hỏi tại Sài Gòn, nơi nào có không khí Tết sớm nhất? Chắc chắn mọi người đều đồng thanh, đó là khu vực Chợ Lớn. Thật vậy, đến hẹn lại lên, khi tiết trời bắt đầu chốn đông sang xuân, những con đường như Hải Thượng Lãng Ông, Nguyễn Trãi và một số đoạn của các tuyến đường khác trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Những lồng đèn, dây pháo, hình trang trí Tết, hình linh thú, dây treo đồng tiền, những hoa mai, hoa đào ánh lên màu đỏ tươi và vàng kim ống ánh choáng ngợp cả phố phường Sài Thành. Không gian như rạng rỡ sức sống mới. Qua những đoạn phố này, lòng người đi đường cũng tươi tắn hẳn lên. Tết là mùa của sự sum vầy hạnh phúc và những sẻ chia ngọt ngào. Vì thế, tô điểm không gian trong nhà để chào đón mùa xuân là một phần không thể thiếu khi chuẩn bị đón Tết. Và vật dụng để trang trí nhà cửa nhân dịp Tết đến xuân về cũng vô cùng phong phú đa dạng. Những chiếc lồng đèn đỏ, vàng treo cao trông thật quyến rũ. Những dây đồng tiền vàng chóe, những câu chúc in trên nền đỏ mạ vàng vô cùng bắt mắt. Những sâu cá chép đỏ quạch. Thật ra, hàng trang trí Tết năm này qua năm khác về cơ bản vẫn không khác nhiều, chỉ đa dạng hơn về màu sắc và kiểu dáng. Để lấy hên đầu năm, nhiều người thích trang hoàng trước cửa nhà nhiều dây trang trí được kết bằng những nén vàng rồng làm bằng nhựa, bằng giấy hoặc những hũ nhựa hình thỏi vàng khổ lớn có đèn dạ quang, dùng để bánh mứt hay đơn giản để trang trí. Đây là mặt hàng bán chạy trong vài ba cái Tết gần đây. Tuy nhiên, được ưa chuộng nhiều nhất là hình các tiên đồng ngọc nữ. Bởi theo quan niệm thì một cặp tiên đồng ngọc nữ sánh đôi hoặc những nén vàng 10 sẽ mang đến cho gia chủ nhiều may mắn trong năm mới. Đồng thời, những mẫu hình linh vật theo vòng xoay của 12 con giáp hốm hỉnh cũng là lựa chọn đầu tiên của nhiều người. Các loại đèn lồng trang trí đón xuân cũng được nhiều khách hàng ưa thích, đặc biệt là các cửa hàng, nhà hàng. Quý vị đến đường Hải Thượng Lãng Ông trong thời điểm này chắc chắn vô cùng thích thú. Đèn lồng có nhiều loại. Loại đèn lồng được kết bằng ni lông và có cả đèn lồng có thể thắp sáng bằng bóng đèn cỡ nhỏ với nhiều mẫu mã đa dạng như em bé chúc phúc, tiểu đồng ôm gà trống, hoa sen, hoa cúc, hoa huệ, hoa đào kèm các câu chúc phúc. Nhìn cảnh rộn rịp đông đúc nơi các cửa hàng, cảnh đậu xe tràn cả lòng đường, trong không khí tràn ngập sắc xuân, dường như lòng người đang dâng lên khúc hoan ca. Cùng với đồ trang trí, hoa giả cũng là mặt hàng bán rất chạy mỗi khi Tết đến. Và các loại hoa truyền thống như mai vàng, đào, hồng, hoa lúa, hoa cỏ lau luôn là lựa chọn hàng đầu của người mua. Những túi mai đào giải dán tường, đính lên cây với giá rất mềm càng là sự lựa chọn tối ưu đối với nhiều người. Hai sắc vàng tươi và đỏ thắm choáng ngợp cả phố phường là sắc màu may mắn, cho nên mọi người muốn điểm tô cho không gian trong nhà để chào đón mùa xuân. Người Á Đông xem màu đỏ là màu huyền bí và có thần sắc nhất. Bởi lẽ, xuất phát từ sự liên tưởng, đỏ là màu của máu, của lửa, những yếu tố không thể thiếu trong đời sống con người. Màu đỏ được xem là ẩn số của sự huyền bí, đầy may mắn đối với cuộc sống. Và nhất là trong dịp lễ và Tết, màu đỏ đóng vai của vị thần đem bình an,
may mắn, sức sống dồi dào đến với tất cả mọi người. Là màu sắc trang trí chủ đạo của người Á Đông, trong những ngày đầu năm mới, cửa sổ, lối đi, góc giường, bao lì xì, cánh thiệp, câu đối đỏ cũng là một biểu hiện của sứ giả may mắn này. Là màu mang xuân đến với mọi ngóc ngách. Khác với sự huyền bí đầy may mắn của đỏ, màu vàng tượng trưng cho sự giàu sang và thịnh vượng, chói lóa lẫn uy nghi. Và màu vàng cũng xuất hiện phong phú, song hành cùng màu đỏ trong không gian Tết Việt. Màu vàng tượng trưng cho mong muốn bao đời của nhân loại. Một năm mới no đủ và sung túc, một năm ngập tràn ấm áp và yêu thương. Trong dịp Tết, câu đối thường được viết trên giấy hồng điều bằng mực tàu hoặc chữ kim nhũ vàng. Từng nét sổ ngang dọc, nét phẩy, nét mác được đôi tay tài hoa múa trên nền giấy thấm, quả thật có sức thu hút đến lạ kỳ. Đông Tây Nam Bắc gặp quý nhân. Nội dung của câu đối luôn mang ý nghĩa chúc tụng, thể hiện ước vọng an lành, cầu thịnh vượng an khang của gia chủ đối với gia đình và với mọi người chung quanh. Chợ Tết, nơi nơi đều rộn rịp cảnh bánh trái, kẹo mứt, chất đầy các gian hàng. Đây là món không thể thiếu được trong nhà dịp Tết. Bánh mứt ngày càng đa dạng và phong phú về mẫu mã lẫn chủng loại. Giờ đây, tràn ngập các cửa hàng, khu chợ là các loại bánh tây, bánh hộp được đóng gói đẹp đẽ, màu sắc sặc sỡ, với bao bì rất đẹp mắt của vô số nhãn hiệu. Các loại mứt cũng được vô hộp với nhiều hình dạng, mẫu mã hấp dẫn. Thật sự, chưa bao giờ các công đoạn chuẩn bị đón Tết lại đơn giản như ngày nay. Thứ chi cũng có sẵn ngoài thị trường, nhưng việc lựa chọn nhãn hàng nào, hình dạng nào cũng là điều khiến người mua phân vân nhất. Mỗi dịp xuân về, ai cũng nghĩ đến việc tặng quà cho nhau. Đó là nét đẹp truyền thống. Tặng quà Tết ở Việt Nam không đơn giản chỉ thể hiện tình cảm thân thiết giữa con người với nhau, mà còn là sự thể hiện đạo lý làm người và uống nước nhớ nguồn. Và chúng ta thường tặng quà Tết cho ông bà, cha mẹ, họ hàng, bạn bè, đối tác làm ăn. Tặng cho những ai mình yêu mến và trân trọng. Đó là niềm vui của người tặng và người được tặng. Cảnh nhộn nhịp tấp nập ở khu vực chợ lớn càng thêm náo nhiệt vào mỗi dịp Tết. Không khí mua bán càng hào hứng, càng tất bật hơn bao giờ hết. Cảnh người bán người mua rộn rịp, cảnh khuân vác hàng hóa tất tả, cảnh bánh mứt với vô số lượng lớn được trao đổi cùng sự đa dạng hàng hóa, càng khiến ta có cảm giác người Việt mình ăn Tết ngày càng sung túc, sang cả. Nhưng thật sự, ngày nay, khi đời sống vật chất đã quá dư giả, đầy đủ, người ta không chỉ lo sắm sửa cho nhà mình, mà cái chính là lo sắm quà cáp tặng nhau. Nói chung, khắp nơi trên thế giới, mỗi dân tộc đều có những tục lệ và cách tặng quà Tết riêng của mình. Nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm là muốn khẳng định rằng mùa xuân là mùa của tình người. Tết, hầu như nhà nào cũng đầy ắp thức ăn thịt mỡ. Cảm giác ngao ngán các món ăn ngày Tết dồn ứ trong ta. Vì thế, sẽ là một đề nghị hay nếu quý vị rủ cả nhà hay bạn bè đi ăn các món đường phố vốn rất phổ biến ở Sài Gòn. Chúng ta hãy cùng thưởng thức món bánh xèo miền Trung giữa lòng Sài Thành và món đặc trưng của thành phố này, bò nướng lá lốt, bò nướng mỡ dài. Món bò nướng lá lốt dọn ra bàn ăn với sắp bánh tráng gói, dĩa bún, rau sống,
các loại ăn kèm và chén nước mắm nêm đậm đà, quả là món khai vị hấp dẫn. Từng sâu bò lụi được đưa vào lò nướng, bốc lên làn khói thơm lừng như muốn thách thức vị giác của ta vậy. Trong các món ẩm thực của người dân Sài Gòn ngày nay, có thêm cái tên bánh xèo miền Trung. Bánh xèo miền Trung hôm nay có mặt hầu khắp Sài Gòn, từ Cầu Sơn, Thị Nghè hay Phú Lâm, Bà Chiểu. Nhưng có lẽ tập trung đông đảo nhất là mặt tiền đường Nguyễn Kiệm, từ ngã tư Phú Nhuận đi Gò Vấp. Thực ra thì bánh xèo miền Trung là bánh xèo Quảng Ngãi, và đã được người dân Quảng Ngãi mang vào Sài Gòn đầu tiên chỉ để làm phương kế sinh nhai. Và sau đó, không ngờ với sự cần cù chăm chỉ của người dân nghèo xứ Quảng, bánh xèo miền Trung đã tìm được chỗ đứng trong lòng thành phố Sài Gòn, cùng với bao nhiêu là những món ăn đến từ nhiều nơi khác. Bánh xèo miền Trung được đổ bằng cái lò đất, chảo gang, cái bánh nho nhỏ, xinh xinh, đường kính chỉ to hơn miệng chén một chút. Khác với bánh xèo trong Nam đầy ắp tôm thịt, giá, đi kèm rổ rau với hàng chục loại và chiếc bánh thì to. Ngược lại, bánh xèo miền Trung đơn giản hơn nhiều. Mỗi chiếc bánh làm từ bột gạo vàng rộm trên chảo mỡ mang ra, chỉ bằng chiếc đĩa bé bé, ôm ấp bên trong con tép nhỏ với chút thịt nạc mâm, điểm thêm vài cọng giá trắng muốt, trông bắt mắt vô cùng. Trước mắt quý vị là cầu Vạn Nguyên, là nơi bến đậu của các ghe dừa truân chuyển từ miền Tây lên Sài Gòn, đi dọc theo kinh Chợ Gạo đến Bình Điền, rồi vào bến Phú Định. Những chiếc ghe chở khẩm dừa, dừa ở các tỉnh miền Tây mà chủ yếu là dừa Bến Tre, dừa Trà Vinh, được các thương lái thu mua rồi chở lên cung cấp cho các chợ đầu mối tại Sài Gòn. Giá cả tại vườn thấp hơn nhiều so với giá khi đã đến tay người mua. Nước dừa là loại nước uống vô cùng bổ ích, được thiên nhiên ban tặng cho con người. Mùa nào trong năm, quý vị cũng có thể thưởng thức những dòng nước mát lành từ loại trái lành tính này. Trái dừa được xem là loại quả kỳ diệu, có gần như toàn bộ chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Dừa đã in bóng vào nền văn hóa Việt Nam, gắn liền với bao thế hệ, soi mình qua dòng thời gian và cắm sào vào dòng nhớ của những người xa quê. Cây dừa xanh tỏa nhiều tàu, giang tay đón gió, gật đầu gọi trăng. Thân dừa bạc phết tháng năm, quầy dừa sai trái dắt dẻo trên cao. Đêm hè hoa nở đầy sao, tàu dừa chiếc lược chảy vào mây xanh. Ai mang nước ngọt mát lành, ai đeo bao hũ rượu quanh cổ dừa. Tiếng dừa làm dịu nắng trưa, gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo. Trời trong đầy tiếng rì rào, đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra. Đứng canh trời đất bao la, mà dừa đủng đỉnh như là đứng chơi.
Tết đến, nơi nơi đều rộn rịp, hàng hóa theo ghe tàu xuôi ngược khắp nơi, cố gắng mang đến mùa xuân tươi vui, sung túc cho mọi người. Ghe tàu chạy từ các tỉnh miền Tây, theo kinh chợ gạo vào Bình Điền, rồi xuôi kinh tàu hủ vô chợ lớn. Đặc biệt, mặt hàng hoa chính là diện mạo mùa xuân, tất tả theo người thẳng tiến vào thị trường tiêu thụ lớn nhất miền Nam, dân thành thị Sài Gòn. Nguồn hoa cung cấp cho thị trường Sài Thành đến từ các làng hoa ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cụ thể như làng hoa Sa Đéc, làng hoa Tân Quy Đông Đồng Tháp, làng hoa Cái Mơn Chợ Lách Bến Tre, làng hoa Long Hồ Vũng Liêm Vĩnh Long. Đây được xem là những vương quốc hoa của cả miền Tây và vùng Đông Nam Bộ. Hoa theo người mang sức xuân đến với mọi nhà, hoa làm sứ giả mùa xuân, mang hương sắc đến mọi nẻo đường. Khi cánh én bay về, báo hiệu mùa xuân đã đến, cũng là lúc làng hoa kiển vào hội. Từng đoàn xe tàu tấp nập đổ về, đủ các loài hoa kiển hối hả theo nhau chảy về thành phố Sài Gòn và các tỉnh bạn để khoe sắc khoe màu trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Các loại hoa quen thuộc nhưng không thể thiếu trong nhà ngày Tết như vạn thọ, cúc với màu vàng ươm như nắng phương Nam, hoa giấy hồng tươi như sắc pháo ngày xưa. Ngày Tết, sắc hoa hiện diện khắp nơi, làm rạng rỡ những quãng đường, những gương mặt người hân hoan mừng xuân mới. Như quý vị thấy đấy, cảnh trên bến dưới thuyền, hoa được người chở đến nơi bày bán. Từ hai bên bờ kênh, màu vàng chói chang của cúc đại đoá, cúc mâm xôi, làm cháy lên cả khoảng trời. Tết ở miền Nam, không thể không nhắc đến những cánh mai vàng óng ánh trong nắng ấm phương Nam. Tất cả rộn rịp góp phần, làm cho không khí Tết trở nên nhộn nhịp. Thật vậy, nhìn những tàu chở hoa lướt êm trên dòng sông, trong ta cũng đầy những háo hức, hy vọng một mùa bán bội thu cho người làng nghề trồng hoa kiển. Tết đẹp hơn nhờ sắc hoa muôn màu, Tết đậm hơn nhờ hương hoa ngào ngạt, và Tết cũng làm đẹp phố, đẹp phường, làm bừng sáng lên căn nhà cũ kỹ đến biệt thự khang trang. Hoa làm đẹp lòng người thưởng lãm, nhân rộng niềm vui từ lòng người đến đất trời bao la. Và vì thế, chẳng phải đi dạo chợ hoa, đi mua hoa đã trở thành nỗi chờ mong của bao người khi tiết trời báo hiệu mùa Tết đến xuân về hay sao? Nói đến Tết Sài Gòn, không thể không nhắc đến Hội Hoa Xuân Tao Đàn, được tổ chức định kỳ hàng năm, như một món ăn tinh thần không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên Đán, nơi hội tụ những tinh túy độc đáo của bonsai hoa kiển. Nhìn người người nhà nhà hăm hở du ngoạn hội hoa tao đàn, trong tiếng nhạc rộn ràng, trong ánh đèn huyền ảo, tất cả toát lên không khí đậm đà nét xuân. Người làm duyên làm dáng bên hoa, hương thơm lan tỏa vào lòng người, tiếng cười rộn vang khắp không gian. Đã nhiều thập niên, tao đàn cùng chợ hoa Nguyễn Huệ luôn trở thành một điểm hẹn du xuân lý tưởng của người dân thành phố. Hội hoa xuân tao đàn đã trở thành một nét đẹp của Sài Gòn vào những ngày đầu năm mới, tạo thêm không khí xuân cho người dân thành phố. Hội hoa mỗi năm một chủ đề, và các loại hoa theo mỗi năm càng đa dạng, phong phú và lạ lẫm hơn, hầu mang đến cảm xúc mới lạ đối với khách du xuân. Nhịp sống càng hiện đại bao nhiêu, thì nhu cầu hoài cổ của con người càng cao hơn bấy nhiêu, đặc biệt là trong những ngày năm hết Tết đến. Hàng ngàn hiện vật được trưng bày trong hội hoa, bao gồm hoa sứ lạnh, hoa nhiệt đới, kiển bonsai,
Hồ Thủy Sinh. Hội hoa Tao Đàn chính là dịp quy tụ một số lượng lớn các loại kỳ hoa dị thảo đến từ khắp nơi trong và ngoài nước. Đặc biệt, hàng trăm loại lan kiêu hãnh khoe sắc với muôn hình dạng hương luôn nhận được sự ưu ái, quan tâm của khách thưởng lãm. Những nhánh lan hồ điệp tím mang mát tụ lại, những nhánh lan trắng tinh khôi hòa nhau níu kéo người tham quan. Thật quyến rũ, phải không quý vị? Hồ điệp với 44 loại nguyên giống, nhưng ở Việt Nam mới có chừng 7-8 giống với đặc trưng hoa to, hình dáng kiêu sa, nhiều màu, tươi lâu bền, có hoa quanh năm nên rất được ưa chuộng. Nhưng quả thật, nhìn những nhành lan rủ dáng mời mọc, chúng ta khó lòng thờ ơ lướt qua được. Ai ai cũng muốn níu giữ những khoảnh khắc duyên dáng bên hoa, muốn lưu lại những bức ảnh tràn đầy sắc xuân tươi. Khu vực trưng bày các loại lan rừng càng ấn tượng hơn với những chàng trai đóng khố, đứng hồn nhiên bên hoa. Dạo chợ hoa, hội hoa đã trở thành một niềm vui không thể thiếu của bất cứ người dân Việt khi khí xuân về khắp nơi nơi. Tất nhiên những sắc thái tình cảm nảy sinh trong thời gian chờ đón năm mới còn phụ thuộc vào tâm tư của mỗi người khi đứng trước hoa. Những tấm lòng phơi phới hay u buồn, hoài niệm hay ngập tràn hy vọng sẽ tự tìm được màu sắc yêu mến của riêng mình. Hệt như vòng xoay bất tận của cuộc đời, hệt như vòng luân chuyển của vũ trụ, mỗi đóa hoa là một phần của chu trình sống bất tận, mãi mãi không ngừng nghỉ, để cống hiến cho cuộc đời những cảm xúc mãi mãi không khi nào vơi. Để mỗi khi thời khắc giao hòa giữa cũ và mới được điểm, khi ánh xuân nở bừng trong không gian, lúc đó niềm hoài cảm về cõi đời lại được thăng hoa mãnh liệt và thả vào hồn người cảm xúc của khát vọng sống muôn đời không phai nhạt. Trong khuôn viên hội hoa Tao Đàn còn có một khu vực trưng bày các tác phẩm tạc từ đá, từ gỗ thiên nhiên rất thu hút. Quý vị thấy đó, Phật Di Lặc được tạc từ khối đá có màu sắc rất ấn tượng. Những tảng đá với hình thù tự nhiên được lưu giữ và trưng bày vẫn toát lên vẻ đẹp vốn có của mình. Bên cạnh đó là những khối gỗ với hình thù y như tạc, chẳng hạn khối gỗ hình con cá, dáng chim đại bàng tung cánh, sư tử dũng mãnh, tất cả đều là tạo hóa ban tặng cho con người, chưa hề qua bàn tay nhân tạo. Và chính vì thế mà hồn đá, hồn gỗ toát lên thật sâu đậm trong từng tác phẩm, có sức lay động giác quan của người chiêm ngưỡng. Bắt gặp trẻ con tung tăng trong tà áo dài rực rỡ giữa muôn trùng sắc hoa, ta bỗng thấy không còn cảnh tượng nào đẹp hơn thế nữa. Và nỗi nhớ Tết quê cứ cồn cào trong dạ. Ngoài ra, hội hoa còn sắp đặt một số bộ bàn ghế đá thật to, làm nơi dừng chân lý tưởng cho khách tham quan. Những tảng đá granite mát lạnh được đặt trong những khuôn viên nhỏ rải rác trong công viên Tao Đàn, trở thành nơi nghỉ chân, tán chuyện ưa thích của người du xuân. Tùng Sơn Thạch Hoa Viên, cái tên đã đủ gợi trí tò mò, cùng những thiếu nữ trong chiếc áo kimono đặc trưng của xứ Phù Tang đã đủ sức lôi kéo chúng ta vào thăm khu vực này rồi. Trong hội hoa xuân của người Việt, có một không gian Nhật Bản nằm trong lòng hội. Đó chẳng phải là một nét điểm xuyến lạ mắt hay sao? Quý vị thấy rồi đó, thật ra Tùng Sơn Thạch Hoa Viên chính là vườn đá đặc trưng của đất nước mặt trời mọc, trụ tháp với hình rồng uốn lượn, chạm khắc tinh xảo trong ánh đèn đêm, dường như đang cất lên một linh hồn rất riêng, rất huyền diệu vậy. Tạo hóa luôn có lý lẽ riêng của mình,
mỗi thứ tồn tại trong cõi tự nhiên này vốn đã mang linh hồn của nó. Và đá cũng vậy, dù cho là một hòn đá cuội hay những tảng đá đồ sộ như thế này đây, tất cả đều mang trong mình sức quyến rũ lạ kỳ, vẻ đẹp rất thần tiên. Qua bàn tay sắp đặt của con người, tính nghệ thuật càng cất lên cao nữa. Tiểu cảnh đã toát lên chất thiền sâu đậm trong nền văn hóa Nhật Bản. Ta như đang lạc vào một xứ sở hoang sơ, nhưng vô cùng đẹp đẽ, chỉ muốn tận tay sờ vào từng phiến đá linh thiêng. Du khách có thể gặp ở đây các loại cây quý hiếm, có tuổi thọ hàng trăm năm. Và cây vú sữa này là một trong số đó. Với tuổi đời trọn vẹn một thế kỷ, với bộ gốc rễ đẹp tuyệt, cành trái vẫn ra nhiều, cây vú sữa trăm tuổi này tự nó đã lan ra thứ ma lực thu hút người tham quan. Cũng trong hội hoa xuân tao đàn này, quý vị còn có cơ hội chiêm ngưỡng những loại đá quý hiếm ở Việt Nam. Từng loại đá với hình dáng nguyên khối được trưng bày tựa trên những chiếc đế gỗ đầy chất nghệ thuật. Với không khí huyên náo ngoài kia, quý vị nào muốn tìm chút tĩnh lặng, hãy tạt mình vào khu vực trưng bày đá quý này. Chúng ta không khỏi mê mẩn, phải không quý vị? Khu vực ngoài cùng là các loại hóa thạch được giới sưu tập tìm kiếm và gìn giữ. Mỗi phiến đá là một màu thớ vân, thể hiện sức quyến rũ rất riêng biệt. Chúng ta còn có cơ hội chiêm ngưỡng các loại đá thiên nhiên quý hiếm trên thế giới như đá Ovan, tức là ngọc mắt mèo, đá Pisulai với vân tròn như mắt cáo, đá Malachite với màu xanh rất lạ, đá Pyrite với Blubrite có màu vàng ống ánh, đá Sitrin quạt, tức là thạch anh khói, hay Amethyst quạt, tức là thạch anh tím. Mỗi loại đá có một sắc màu riêng biệt, rất đẹp và rất lạ.
Ngày nay, các nhà khoa học đã chứng minh được rằng các hạt đá quý không chỉ dùng làm đẹp mà còn ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần và sức khỏe của quý vị. Chẳng hạn, người xưa cho rằng thạch anh tím cải thiện chất mất ngủ, sapphire chữa bệnh đau đầu. Chúng được đặt lên người khi massage hoặc là cho vào nước uống, nước tắm nhằm chuyển hóa năng lượng, giúp bảo vệ con người khỏi bị thương, tăng khả năng thần giao cách cảm. Không những thế, từ xa xưa, loài người đã biết sử dụng các loại đá quý trong những nghi thức thuộc về tâm linh. Tương truyền, nếu quý vị mang đúng viên đá biểu tượng cho ngày sinh của mình, thì bạn sẽ được bảo vệ khỏi tai ương, có thể vượt qua mọi trở ngại để đến bến bờ hạnh phúc. Mới đây, các nhà khoa học Pháp đã tìm ra nhiều bằng chứng cho thấy một số loại đá có khả năng trao đổi năng lượng. Ngoài ra, còn rất nhiều loại đá khác được con người sử dụng như đồ trang sức và bảo vệ sức khỏe, như đá Birin có màu vàng xanh giúp mang lại sự vui vẻ, có tác dụng cho tim mạch và cột sống. Đá Platon được người Hy Lạp coi là máu của Chúa Giê-xu, có tác dụng cầm máu vết thương, giúp những người leo núi tăng cường sức lực. Đá mã não giúp tăng trí nhớ, sự kiên nhẫn và sức chịu đựng. Từ thời cổ đại, con người đã biết dùng đá làm vật liệu, chế tác ra các loại trang sức làm đẹp, từ vòng đeo tay đến nhẫn, bông tai. Mỗi loại đá có màu sắc, độ lấp lánh và thớ vân khác nhau, và tùy vào đó mà con người lựa chọn đá phù hợp với sở thích của mình. Khách tham quan càng vào trong, càng choáng ngợp trước sự đa dạng và rộng lượng mà tạo hóa đã ban tặng cho loài người. Những khối đá còn thô sơ này sẽ được bàn tay tài hoa của con người đẽo gọt, làm thành vô vàn mặt hàng trang sức, mỹ nghệ đẹp đẽ, sang trọng. Hiện nay, mặt hàng tranh đá quý đang là mốt thu thập của giới thượng lưu Sài Thành dùng trang trí trong nhà, toát lên sự xa hoa, hào nhoáng của giới giàu có. Quả thật, ai đi ngang khu vực trưng bày này cũng đều muốn nhìn, phần vì tò mò, phần vì không cưỡng lại được sức quyến rũ toát ra từ linh hồn đá. Có thể nói, không khí Tết đến sớm nhất ở khu vực trung tâm thành phố Sài Gòn. Không gian về đêm trên đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi càng rực rỡ hơn bao giờ hết. Đường Lê Lợi trang hoàng bởi hàng nghìn chiếc đèn lồng rực rỡ. Những đốt tre tượng trưng, đèn lồng, quạt cũng được trang trí bằng ánh sáng bắt mắt du khách. Đường Nguyễn Huệ lôi kéo du khách thưởng thức hoa xuân từ những dần ánh sáng đủ màu sắc, từ những dãy đèn màu chớp nháy. Tuyến đường Đồng Khởi được trang hoàng với hàng nghìn hoa mai lung linh ánh sáng. Bắt đầu từ dịp Noel, khu vực trung tâm quận 1 trở thành nơi hào nhoáng nhất, rực rỡ nhất Sài Thành. Hàng đêm thu hút hàng nghìn người đổ về, chiêm ngưỡng sự lộng lẫy của phố phường. Đến những con đường này vào những ngày giáp Tết, quý vị có cảm tưởng như cả thành phố đang sôi lên sùng sục, mọi người như đổ hết ra đường ăn mừng năm mới. Nhìn khung cảnh này, chợt ngân nga những dòng thơ Dưa hấu ngày xuân của thi sĩ Lê Ngọc Hồ.
bên chậu mai vàng chị xẻ dưa, hạt đen ruột đỏ đẹp dư thừa. Đàn em xúng xích chia phần lớn, cười rộ reo hò xuân nắng thưa. Ngũ quả mẹ bày trong quá xinh, gia nhân theo chị cúng trên đình. Trái dưa xanh biếc no tròn đẹp, bàn độc son vàng sơn mới tinh. Cha gọt nâng niu chậu thủy tiên, cùng mâm ngũ quả cúng gia tiên. Trái dưa lớn nhất trong mà thích, phiên chợ 30 chọn mẹ hiền. Đẹp biết vỏ xanh dưa hấu đỏ, truyền xưa tích cũ một an tim. Xin dân hoàng phụ lòng cung tiến, dưa đảo đầu xuân trái ngọt hiền. Thường ngày trong năm, các chợ cũng có bán dưa hấu, nhưng dịp Tết mới là đại trà. Dọc đường lộ, bến sông, ghe thuyền tấp nập, xe cộ san sát. Dưa hấu từ trong ruộng đồng ở miền Tây như Long An, Gò Công, Mỹ Tho, Cần Thơ, Thốt Nốt, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau vân vân ngập tràn, chất ngất, dập dìu ở khắp mọi nơi. Đầu đầu dưa hấu cũng nằm từng chồng cao ngang đầu người, lót trên thảm rơm vàng ống. Vỏ dưa bóng láng thật bắt mắt, nhiều quả to, nặng hơn cả chục ký, thật đã đời. Đã từ lâu đời với người dân Nam Bộ, hầu như không thể thiếu trái dưa hấu trên bàn thờ và ăn trong ngày Tết. Bên cạnh các loại mứt, bánh, kẹo, mâm ngũ quả, dưa hấu cũng được chưng cúng nơi bàn thờ tổ tiên. Màu sắc dưa hấu cũng nói lên sự hưng thịnh ít nhiều của gia chủ trong năm. Màu đỏ là hình ảnh của sự may mắn, thành công. Màu xanh ẩn chứa niềm vui hạnh phúc bên trong. Vị ngọt thanh gợi cho mọi người nhớ tình thân của bạn bè, gia đình. Người ta tin rằng, nếu trái dưa hấu đầu năm mà rột đặc, màu đỏ tươi, mọng nước, ngọt liệm, thì đó là báo hiệu một năm tuyệt vời. Bởi thế, mùa dưa hấu bày Tết phải rất thận trọng, vì nhiều người coi như đó là quẻ bói đầu năm. Nhìn cảnh mọi người xúm xích lựa dưa thật vui tươi rộn rịp. Bên cạnh dưa hấu da xanh ruột đỏ, còn có dưa hấu da vàng ruột đỏ, trông cũng ấn tượng không kém. Ngày Tết, nhà nào cũng trữ sẵn vài ba quả dưa để dành ăn tráng miệng, giải nhiệt. Không khí phố phường những ngày giáp Tết thêm phần náo nhiệt. Xe cộ vẫn tấp nập như mọi ngày, nhưng nhờ sắc vàng của hoa mà không gian như bừng lên ánh sáng mới. Ngoài đô đến làng quê yên ả, khác hẳn với miền Bắc, trong những cơn mưa phùn ngày xuân lại thâm trầm với hoa đào hồng thắm. Bởi cách biệt nên biểu tượng ngày Tết ở hai miền mỗi nơi mỗi khác. Nhưng dù là sắc thắm hoa đào hay sắc vàng hoa mai, thì vẫn chứa ẩn niềm hân hoan của lòng người trước vòng quay vũ trụ, trước thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Những cội mai già hiên ngang đứng đó, chào đón người người trầm trồ ngợi khen. Những chậu mai bé bé đứng quay quần, khoe cánh rạng rỡ, như lời chào mùa xuân đến cho mọi người. Mùa xuân, đất trời rạo rực, trăm hoa chen nhau khoe sắc tỏa hương. Song không hiểu sao, trong lòng bao người con đất Sài Gòn này, cảm nhận về sức sống tươi mới ngày xuân, chỉ mạnh mẽ khi chiêm ngưỡng một đóa cúc vàng rực, ngắm chậu mai vàng ươm trong không gian ngày Tết mà thôi. Có thể thấy, bên cạnh chậu mai, nhà nhà đều điểm trang cho mình những chậu cúc đại đóa, cúc mâm xôi ống ả, chậu hướng dương kiêu hãnh. Sắc vàng của cúc khỏe và chói chang nở bung ra hệt như ánh nắng ngân tràn mặt đất. Thêm vào đó, có lẽ do không quá e ấp như đào, không quá dịu dàng như mai, mà cúc luôn nở bung mình, nên mọi người dễ có cảm nhận
hoa cúc đang mang cả mùa xuân về với lòng người. Mặc dù ngày nay, chúng ta có thể tìm mua cúc hầu như quanh năm với biết bao dáng hình, song ta vẫn cảm thấy chỉ trong tiết xuân ấm áp, hòa lẫn ít khí se lạnh ban mai, dáng nở của cúc mới rạng rỡ nhất, vàng óng ánh nhất. Đến với chợ hoa, trên môi ai cũng nở nụ cười, tiếng lạnh lót của trẻ con, tiếng mua bán ôn tồn giữa mọi người. Dường như mọi vất vả bon chen ngày thường đã nhường chỗ cho sợi dây xuân ấm áp len vào lòng người. Chợ hoa xuân, gốc ký ức đẹp đẽ vô cùng đặc biệt, khiến cho ai đi xa cũng nhớ về, khắc khoải khi đón Tết nơi xứ người. Trong không gian tuyệt vời này, chúng ta hãy cùng thư thả nghe lời ngâm thơ chúc Tết của cụ bà đẹp lão này nhé. Cầm mai chi ngại bước đường dài, tri kỷ trong trần biết chọn ai, chung gánh gian sang chung chặng một, ôm bầu tâm sự khó chia hai. Trời lắm kẻ xưng thần thánh, xét lại nào người có mắt ai. Hỡi khách trần hoàng ai thấu đặng mà giải độc mong kết quả đôi bạc. Chúc mọi người sẽ được vui vẻ, tận hưởng một cái Tết năm sau. Bên nhành đào thẫm sắc hồng mang, bên chậu mai vàng rực màu nắng mới, giọng đọc run run nhưng vẫn giàu sức truyền cảm của cụ, khiến ta có cảm nhận sâu sắc hơn lý lẽ ôn cố tri tân mỗi dịp giao thoa giữa cũ và mới như thế này. Những năm gần đây, hoa lan rất được yêu chuộng, đặc biệt là địa lan Đà Lạt, với nhiều màu rực rỡ như vàng, đỏ, cam, tím, hồng. Thêm vào đó, hoa lại lâu tàn nên cũng là sự lựa chọn ưa thích của nhiều người. Dạo chợ hoa, niềm vui như được nhân lên gấp bội lần.
niềm hân hoan dâng khắp nơi nơi. Cảnh cả gia đình đi ngắm và chụp hình trong chợ hoa thật đẹp đẽ biết bao. Mai là giống hoa đặc trưng của ngày Tết của phương Nam. Xuân đến, Tết nhà nào cũng cố kiếm một cành mai bày trong phòng khách. Hoa mai dân dã nhưng thiêng liêng. Mai đã đi vào thơ ca biết bao thế hệ. Nhưng có lẽ bài thơ của thiền sư Mãn Giác đã làm nên sự bất tử của hoa mai trong lòng người. Xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa lại nở. Việc đời theo nhau trôi qua trước mắt, tuổi già hiện đến trên mái đầu. Chứ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước nở cành mai. Mùa xuân thì vĩnh cửu, xuân đi hoa rụng, xuân về hoa nở. Chỉ con người là càng ngày càng già nua buồn khổ. Khi tuổi già sầm sập, việc đời theo nhau hiện về trước mắt, con người mới hoang mang nhớ tiếc tuổi xuân. Nhưng nhờ có sự trường sinh của đất trời thiên nhiên bất tận, nên con người được an ủi sẻ chia. Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một nhành mai. Mặc dị xuân tàn hoa lạc tận, đinh tiền tạc dạ nhất chi mai. Nhành mai trong thơ Mãn Giác thiền sư chính là sự tồn tại vĩnh hằng của cái đẹp, của sự giao hòa, trở thành niềm tin muôn đời cho cõi nhân sinh. Và vòng quay của thời gian cũng không bao giờ ngừng lại, cũng như những đóa hoa vàng rực rỡ sẽ nối tiếp nhau mọc lên từ lòng đất giá lạnh, nở bừng để trút vào không gian hơi nắng vàng, và rồi lại trở về cõi hư vô. Năm hết Tết đến, người người hướng về một tương lai rạng rỡ như buổi bình minh, nhưng vẫn muốn neo lại một chút với ngày hôm qua. Đi trong vườn hoa mùa xuân nay, ta nhớ về chợ hoa những mùa xuân trước. Trên mỗi mét vuông đậm sắc hoa, ta tìm thấy lời gợi nhắc về những ngày xưa yêu dấu. Nơi đường này, cả nhà ta từng nắm tay dạo qua ngày Tết. Nơi gốc này, xưa từng lựa chọn hoa cùng mẹ, cùng cha. Ngày khúc này, ta đã từng tung tăng với bạn. Đến đoạn kia, ta đã từng bẽn lẽn cùng ai đó. Dư vị nhớ nhung len lỏi và lan tỏa trong ta. Quả thật, xúc cảm ngày xuân trong mỗi người cũng phong phú như ngàn vạn loại hoa kia. Tất cả những rung cảm đó chỉ làm cho chợ hoa lung linh hơn trong ta. Quả thật, Tết ở Sài Gòn không dễ nhận ra nếu căn cứ vào sự tất bật rộn rã của mọi người. Thành phố này lúc nào mà chả tất bật ồn ả. Nhưng sự tất bật ngày Tết có một đặc trưng rất đẹp. Đó là những dòng hoa kiển từ khắp nơi đổ về. Hoa kiển không chỉ tụ ở chợ mà còn loang trên các dĩa hè để bán dần cho đến ngày 30 Tết. Và hoa kiển theo đủ loại xe để chảy về từng nhà. Vỉa phố mắt buồn vìn ngọn cây. Anh cho em mùa xuân này tất cả lộc non vừa chạy lá. Lời thơ thương cõi đời, bầy chim lùa vạt nắng trong khói chiều chơi vơi. Đất mẹ gầy có lúa, đồng ta xanh mấy mùa. Gió thoáng câu hò đôi lứa trong xóm vang chuông chùa, trăng sáng soi liếc dừa con sông dài mây nhánh cát trắng bờ quê xưa. Anh cho em mùa xuân che nô đùa khắp
dài đất hiền chim hót, mái nhà xinh kề nhau. Anh cho em mùa xuân, đường hoa vào phố nhỏ, nhạc tràn hòa đầy đó. Tình yêu non nước này, bài thơ còn sao xuyến trong nắng vàng ban mai. Trên nhiều vỉa hè Sài Gòn vào dịp Tết, mọc lên nhiều shop bán lẻ hơn lệ thường. Chính trong những ngày cuối năm, hàng tồn kho mới thi nhau xuống phố như thế này. Nơi đây hầu như không thiếu thứ gì, từ nón các loại đến dây nịt, bóp, mắt kiếng, giày dép, quần áo. Nón các loại được móc trên những giá treo, những bộ quần áo đủ các loại được văng trên những mảng tường gạch hay được trải dưới nền vỉa hè. Nào là quần áo trẻ em, quần jean, áo thun nam nữ, cho đến những bộ đồ ngủ dành cho các bà, các cô cũng được phơi ra để tiếp thị. Phía dưới nền đất là một dãy dài dép, mũ nón các loại được xếp đều trên tấm ni lông trải rộng. Đón Tết, ai cũng muốn mua cho mình bộ cánh mới, đôi giày đẹp, mà nhất là giá lại rẻ. Chính vì thế, những cửa hiệu thời trang lề đường này cứ đến chiều tối là đông đúc người đến sắm sửa, lựa chọn. Tết, Sài Gòn sẽ vắng. Những người con gắn bó với Sài Gòn, gia đình bao thế hệ nay ở lại tận hưởng ngày Tết quê mình. Những ngày này, Sài Gòn trở nên dịu hiền, an bình là thế. Sài Gòn cũng có một miền quê ấm áp của bao người. Thế mà ngày thường, ồn ào, chật chội, làm ta cứ quên, cứ nói, ta nào có quê để mà về. Cứ ghen tị khi bạn bè sửa soạn đường về quê. Và khu du lịch Bình Quới có nhiều chương trình ẩm thực cũng như hoạt động văn hóa nghệ thuật đã giúp cho người dân Sài Gòn có thể khỏa lấp nỗi thiếu quê hương đó. Để thay đổi khẩu vị khác với mấy ngày Tết qua, hôm nay quý vị hãy cùng chúng tôi thưởng thức ẩm thực miền biển của nhà hàng Bình Quế 2 nhé. Trước tiên, chúng ta hãy thưởng thức các món ăn chơi ở khu vực Xiên Xiên. Này là trái đậu bắp xiên que, màu xanh mát, nhìn thật mướt mắt. Trong khu vực này là những món ăn chiên như nem rế chiên, chả giò chiên, cá viên chiên, mực tẩm bột chiên giòn, cá phi lê chiên giòn rụm. Xen vào đó là món cà tím nướng mỡ hành thơm phừng phức, giúp cho thực khách đỡ ngán với những món dầu mỡ. Là những món dưa chua, nước chấm ăn kèm rất dịu miệng. Do là buffet, nên có rất nhiều món ăn được bày sẵn và tùy vào sở thích của mỗi người tự lựa chọn món ăn cho mình. Bên này là những món ăn nhẹ như bánh cuốn tôm thịt ăn với nước mắm chua đã được đặt thành từng phần rất tiện lợi. Cạnh đó là dãy đặt các món gỏi, dưa chua trông rất ngon miệng. Gỏi cải mầm với vị đăng đắng nhưng sao lại thanh. Món gỏi ớt Đà Lạt đẹp mắt, tuy có mùi hăng nhưng lại không cay. Món kim chi thập cẩm rất quen thuộc trong ngày Tết Việt. Những món dưa chua quen thuộc như cà rốt, đậu que, dưa cải. Khu vực các món ốc sò với cả chục món khác nhau. Sò lông sốt chua cay, sò lụa sốt me, sò huyết sốt tỏi. Các món hấp như hoành thánh, sủi cảo, do rất dễ ăn và không có dầu mỡ, nên được nhiều người lựa chọn. Hãy
bằng trái cây tráng miệng được bày trí vô cùng công phu. Vị chua ngọt của ổi, chôm chôm, khóm seri hay nước thanh của táo, mận chắc chắn sẽ khiến thực khách thấy êm bụng hơn sau khi chén nhiều món. Rồi một miếng rau câu, một miếng dưa hấu sẽ đem lại cảm giác dịu mát lại ngay. Món ăn dân dã lại có sức hấp dẫn đến vậy. Bỏ qua các món nhiều thịt mỡ, mọi người thích nhâm nhi vài con ốc lát hấp tiêu ẩm nồng, một ít ốc gạo chấm nước mắm xả đậm đà, nghêu hấp gừng cay cay, hay hì hộp ăn và húp món ốc len xào dừa béo ngậy. Món bánh khọt, bánh xèo ngày thường được chế biến cùng thịt heo thì nay được thay thế bằng tôm, thịt cua, ghẹ, vẫn ngon vô cùng. Đối với nhiều người, do lạ nên ăn càng ngon miệng hơn. Có một chút thay đổi trong thành phần nhân cũng đã đủ sức quyến rũ vị giác thực khách rồi. Món bún súng Vũng Tàu nổi tiếng xứ biển cũng về đây phục vụ người dân Sài Gòn. Một ít mực, miếng cá thu và miếng chả cá cùng nước lèo đậm đà, tô bún trở thành một ma lực hấp dẫn ta ghê gớm. Tiệc buffet nên quý vị tha hồ ăn uống thỏa thích, chỉ sợ sức chứa không nổi mà thôi. Món bánh bột chiên hè phố cũng góp mặt ở đây. Chân gà nướng sa tế, mực nướng tươi, ốc nướng tiêu, sò nướng mỡ hành vốn là món ăn quen thuộc của người Sài Gòn. Món bánh ống hấp nước dừa thu hút ta bởi cách làm khá lạ lẫm và khác biệt với những món khác. Nếp được đút vào ống nứa, sau khi nở mềm được lấy ra và kết hợp với một ít sợi dừa, một ít đậu phộng trộn đường, gói vào miếng bánh tráng. Thế là ta có một món ăn là lạ hay hay. Cạnh đó là món khoai mì hấp nước cốt dừa béo thơm. Không khí thưởng thức ẩm thực thật trang nhã nhưng vẫn vui tươi. Khu du lịch Bình Quới cách trung tâm thành phố khoảng 10 km về phía đông bắc là một bán đảo nhỏ gần 3 hecta với vô vàn cây xanh, thảm cỏ và kênh rạch ven sông Sài Gòn. Đây quả là nơi lý tưởng để thư giãn, ăn uống và giải trí. Thật vậy, như quý vị đã thấy, được bao phủ bởi một màu xanh bạc ngàn của cây trái, đó đây thấp thoáng những nếp nhà tranh vách nứa, chõng tre rặng dừa, mấy nhịp cầu tre lắc lẻo trên những con kinh.
khu nhà hàng Bình Quế đã quyến rũ du khách ngay từ khi mới đặt chân vào. Quầy chè các loại trông thật ngon mắt. Nào là chè đậu xanh, chè đậu đen, chè khoai cao, chè bà ba, xương sa hột lựu. Thật khó quyết định xem mình ăn món nào, phải không quý vị? Chú cá thu nằm chờ nãy giờ, đến đây đã được gỡ lớp giấy bạc. Và... Nét ẩm thực đặc trưng của Sài Gòn thể hiện ở vị ngọt, rau xanh và các loại thủy hải sản. Ví dụ như món canh chua cá lóc đã kết hợp cả vị chua mặn của miền Bắc, cay nồng ớt tươi của miền Trung và cái ngọt của miền Nam. Món bò bít tết của phương Tây thì mỏng hơn, chín hơn, nhiều gia vị hơn và kèm rau sống đồ chua nhiều hơn. Ngày nay, người Sài Gòn vẫn không ngừng sưu tầm để bổ sung vào thực đơn của mình những món ăn đã một thời bị lãng quên, cũng như những món mới từ khắp bốn phương trời. Nhưng lại là sự đón nhận trân trọng kho tàng văn hóa ẩm thực truyền thống của dân tộc. Ẩm thực tại Sài Gòn là sự pha trộn giữa các vùng miền, giữa món ăn Âu và món ăn Á. Tất cả những đặc trưng của xứ khác được hòa lại, tạo nên ẩm thực Sài Gòn. Đón xuân đối với nhiều người, không thể thiếu mai, đào. Ở hầu khắp các chợ hoa Tết, đều có bán mai. Còn đào thì tập trung nhiều ở chợ hoa đào công viên Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình. Sài Gòn vốn dĩ là mảnh đất dung dưỡng con người tứ xứ mà. Nên ngày Tết, nơi đây cũng hòa trộn bao sắc thái, không khí, hương vị Nam Bắc một nhà.
hoa đào được chuyên chở bằng xe container từ miền Bắc vào. Từng cội đào được quấn kỹ càng nhằm giữ nguyên dáng và hạn chế đến mức tối đa để không gây tổn hại đến hoa. Bước vào khuôn viên, ta dễ như có cảm giác lạc vào khoảng thiên thai. Sắc đào hồng dịu dàng, từng nụ hoa chúm chím xinh xinh, những chiếc lá non tơ e ấp, những nụ đào bẽn lẽn nép mình. Hoa đào cho ta cảm giác thâm trầm đến lạ, khác hẳn khi lạc vào vườn mai miền Nam, quả như mấy câu thơ. Cành lá dùng dằn với gió đông, những nụ hoa kia đã chớm hồng, đào nở màu hoa âm ấm nóng, như lời từ biệt với mùa đông. Đào quen với không khí se lạnh của ngày xuân phương Bắc, nên vào Nam với cái nắng ấm áp, khiến người trông càng phải bỏ công chăm nước, vất vả hơn bội phần. Âu cũng vì muốn hòa quyện sắc hồng hoa đào và sắc vàng hoa mai nơi lòng người Sài Thành mà thôi. Cảm giác vào chợ hoa đào ngay trên đất Sài Gòn thật lạ lẫm quý vị ạ. Có chút gì đó bâng khuâng như cảm giác quy cố hương của những người con gốc Bắc. Có chút gì đó trầm mặc về không khí lành lạnh của xuân Hà Nội. Cũng như hoa mai, đào cũng là biểu tượng của mùa xuân. Nhưng ở hoa đào còn mang ý nghĩa của sự đổi mới và sức sinh sản dồi dào. Như vậy, trong quan niệm dân gian, người miền Nam chưng mai ngày Tết với ước vọng về sự may mắn, sung túc. Còn người miền Bắc chưng đào với ước mơ về sự đâm chồi nảy lọc, những điều tốt đẹp. Dù mai hay đào, thì người Việt ta luôn mong mỏi những điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình mình và mọi người chung quanh, là lời chúc xuân hạnh phúc của mọi người dành tặng nhau. Đối với nhiều người xa quê vào Nam lập nghiệp, những ngày Tết này bắt gặp sắc đào hồng tươi giữa lòng thành phố nắng ấm, rất dễ nảy sinh cảm xúc dấn dương. Đất được mùa hoa, ta mùa đời, mỗi lòng thơm tỏa một hương vui, như người gieo hạt yêu quả chín, đi suốt đường hoa chỉ nhớ người. Và hoa càng đẹp hơn khi hòa trong dòng nhớ. Chẳng phải thời khắc giao hòa giữa cũ và mới càng khiến lòng người thêm phần mẫn cảm hay sao? Dạo thăm quan cảnh chợ hoa đào rực đỏ một vùng đẹp biết bao, chủ bán xôn xao mời đón khách, người mua lưỡng lự nhận hàng trao. Chậu to có dáng phòng hơi thấp, cây bé vừa xinh giá lại cao. Ngắm nghía một vòng ôi khó thật, sờ lưng túi lép chọn cây nào. Thật vậy, giá hoa đào không rẻ tí nào. Gốc rẻ nhất cũng phải dài 300 ngàn, do chi phí vận chuyển, bảo quản và chăm sóc tốn kém. Những ngày giáp Tết, ta rất dễ bắt gặp trên đường phố cảnh tượng người người chở mai về nhà bằng xe hai bánh hoặc xe ba gác. Cảm giác chạy sau những xe như thế thật thích thú. Giữa dòng người, xe, mai nhẹ nhàng lướt đi, nụ xanh chi chít trên những cành dương cao tỏa rộng. Có vài hoa nở sớm vàng rung rung e ấp, vừa như ngượng ngùng, vừa như kiêu hãnh với những ánh mắt nhìn theo. Chạy sau ánh vàng của mai, ta như chạy theo cho kịp Tết. Mỗi độ Tết về thêm phấp phỏng, nhớ ai, ai nhớ phía trời Nam.
rinh chậu mai vàng về đón Tết, sáng cả gian nhà đêm cuối năm.